Chào các bạn, hôm nay thầy giáo lại quay lại với chúng ta bài học tiếp theo. Để mà chúng ta thao tác trên database được dễ dàng, chúng ta thiết kế lập đồ cơ sở dữ liệu tốt và chúng ta kết nối để lập trình ra website dựa trên database mà chúng ta đã thiết kế, thì chúng ta cần phải có một kiến thức tư duy cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ. Ở chỗ trước Tết thì thầy giáo đã giảng cho chúng ta thế nào là phụ thuộc hàm và các định lý đã bổ đề về phụ thuộc hàm. Hôm nay thầy nhắc lại cho chúng ta cái vai trò quan trọng của phân tích cái thiết kế về tách bảng, rồi mối quan hệ giữa các bảng như thế nào, thì chúng ta phải dựa trên những cái mà người ta yêu cầu để cho nó chính xác. Thứ nhất là để cho chúng ta, một là các bạn ghi là vai trò của nó là, thầy nhắc cái gạch đầu dòng để các bạn chú ý. Các bạn chú ý là thứ nhất là không dư thừa dữ liệu. Đấy, thầy phải viết trên một cái phần mềm đồ họa, không dư thừa dữ liệu. Các bạn chú ý nhé. Thứ hai là tính không nhất quán. Không dư thừa là gì? Là ví dụ như là có một bảng mà có địa chỉ của cái người cung cấp mà cứ lặp đi lặp lại qua các hàng, nghĩa là người đấy bán cái gì cái địa chỉ cũng lặp lại, thì chúng ta có thể lấy ví dụ như là có một cái bảng có một cái quan hệ là trong đó là adname phẩy address rồi product rồi price, giá cả, đúng không các em? Thế nên lúc đó cái địa chỉ này nó cứ lặp đi lặp lại qua các bảng, qua cái bảng mà nó thành lập. Vì vậy thì nó sẽ tạo lên một cái là chúng ta sẽ phải thêm liên tục với cái người đó, với cái địa chỉ như vậy. Rồi tính chất thứ hai là không nhất quán, tức là không kiên định. Đấy, chúng ta ghi là không nhất quán. Tính thứ ba của chúng ta là không thêm bộ, không bất thường, khi thêm bộ. Thêm bộ có nghĩa là thêm hàng. Không bất thường khi thêm bộ nhá, chúng ta chú ý. Không bất thường khi thêm bộ. Các em đợi thầy chỉnh có cái bút vẽ của thầy, cái bút điều khiển chuột của thầy là nó nhỏ đi một tí. 0.5 pt. Tính bất thường khi chúng ta thêm bộ. Tính bất thường khi thêm bộ là gì? Tức là một nhà cung cấp chưa cung cấp một mặt hàng product nào đó, khi đó thì không thể mà các bạn đưa cái địa chỉ vào được. Tên nhà cung cấp là một bản ghi, tức là một bộ, và quan hệ vào cái quan hệ đó thì chúng ta phải đưa cả giá trị là sản phẩm và giá cả vào bên trong, chứ chúng ta không thể đưa mỗi cái địa chỉ này vào được. Đấy, có nghĩa là khi mà người ta chưa cung cấp thì ta lại đưa nó vào thì nó sẽ không tốt. Tính dị thường khi xóa bộ, chúng ta ghi là tính bất thường. Tính bất thường thầy sẽ cố gắng viết thật đẹp. Bất thường khi xóa bộ, vì viết này nó khó, nó không như viết trên giấy. đi xóa bộ. Khi xóa bộ. Đấy, tức là chúng ta không thể xóa tất cả các mặt hàng bởi cung ứng một nhà sản xuất cung cấp, vì mặt hàng đó thì lại do nhiều người cung cấp. Có nghĩa là chúng ta ghi là không thể xóa tất cả các mặt hàng vì mặt hàng do nhiều nhà cung cấp đấy, chữ dần đẹp hơn rồi đúng không? Có nghĩa là chúng ta không thể xóa được nhiều tất cả các mặt hàng mà vì mặt hàng là do nhiều nhà cung cấp. Các em phải chú ý cái điều này nhé. Bây giờ chúng ta sang phần thầy nhắc lại là phần phụ thực hàm, thầy nhắc lại thôi. Thế xong rồi chúng ta phải chuyển sang bài mới. Chúng ta ghi sang nhắc lại phần thuộc hàm, thầy vào một la mã nhắc lại phụ thuộc hàm. May là có cái kẻ ô ly phụ thuộc hàm. Đấy. Nhắc lại thì phụ thuộc hàm ở đây thì các em ghi cho thầy là function dependent. Đấy. Thì phụ thuộc hàm của chúng ta là cái khái niệm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang định nghĩa. Thầy nhắc lại định nghĩa thôi để các em chú ý lại nhá. Các em theo dõi cái bài viết hôm trước trước Tết đấy, thì chúng ta ghi một là định nghĩa, hai chấm. Cả lớp ghi cho thầy cho R, cho RU là một quan hệ, cho RU là một cái lược đồ quan hệ. Là một lược đồ quan hệ với U bằng A1, A2 chấm 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 phẩy chấm 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 AN. Đấy. A1, A2 phẩy chấm chấm AN. Tiếp tục X phẩy Y là một tập con của U. XY là một tập con của U nhá. Cả lớp chú ý cho thầy, XY ở đây là một tập con của U. Để thầy kiểm tra cái phần ghi vào chưa. Các bạn thông cảm thầy tí. Đang ghi là một tập con của U. Rồi, ta nói rằng, các bạn chú ý nhá, ta nói rằng hai chấm x mũi tên sang y, hay còn gọi mình hoặc ra là x xác định, x xác định y phẩy y phụ thuộc hàm vào x khi ta có hai bộ T1 phẩy T2 mà T x T1x bằng T2x thì T1y nhá, thầy viết tí T1y phải bằng T2y. Có nghĩa là chúng ta hiểu rằng nó sẽ bằng nhau trên tập x thì phải bằng nhau trên tập y, hay còn gọi là x xác định y. Đấy, chúng ta chú ý cái đấy nhá. Rồi, thế chúng ta xem ở cái lược đồ trước ấy thì chúng ta nhìn thấy là có một cái lược đồ, ví dụ như là lược đồ như sau. Chúng ta có S, đây là số thứ tự hay là mã sinh viên, rồi họ tên, rồi quê, rồi có thể là quê, tuổi, đấy, giới tính, rồi có thể là hộ khẩu. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy có các phụ thuộc hàm như sau này. Chúng ta sẽ có là mã sinh viên sẽ xác định cái gì? Xác định là họ tên, hộ khẩu, quê. Thì cả cái này người ta gọi là cái y nhé. Đấy. Nhưng mà thầy này chỉ ra một cái nó có thể không phải là cái y. Ví dụ như là mã sinh viên nhưng mà xác định tên thì cái này chưa chắc đâu nhá. Đấy. Thì cái y con này này, cái y con là tên này này, bởi vì là y xy là con của gì? Con của u mà. Thế cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy cái trường hợp này là x ở đây là gồm có 3 thuộc tính, nhưng mà x ở đây có một thuộc tính, y ở đây có một thuộc tính. Đây cái y đây này nó có 3 thuộc tính là 1 này, 2 này, 3 này. Nhưng mà cái y ở đây thì chỉ có 1 thôi, đúng không? Vậy nó có 1 như thế thì nó chưa chắc đã xảy ra cái phụ thuộc hàm. Cái này thì chúng ta không thể kết luận được. Ví dụ trong một lớp thì cũng có thể, nhưng mà cái này là x xác định y trong một tập lớn u, trong một tập lớn thì không ổn, đúng không? Không ổn. Đấy. Vậy thầy phải xóa bớt đi những cái trên để thầy viết nhé, không nó nặng là nó sẽ báo lỗi vì là vector, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ chúng ta sang hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm. Các bạn ghi phần 2 nhỏ thầy ôn lại. Hệ tiên đề. Thầy viết tắt nhá. Rồi ok cả lớp. Để dạy được như này đã là tốt lắm rồi các bạn ạ. Bởi vì rất khó cho chúng ta giải thích những cái việc ở trên bảng. Bởi vì nếu dạy slide thì nó lại là dễ, các thầy soạn thảo nó dễ, nhưng mà đây là ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ cơ thể, Rồi ngôn ngữ về hoàn cảnh giao tiếp nó lại là một cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Ví dụ giống như các bạn đã học một thầy cô giáo viết bằng phấn liên tục như thế một cách tư duy dạy toán thì nó sẽ rất nhanh, nhưng mà nếu mà dạy toán mà lại dùng slide thiếu thì chắc chắn là không thể được rồi, vì cái đó làm cho chúng ta giống chẳng khác gì chúng ta mở một cuốn sách ra chúng ta chép vào như thế cũng không đủ. Thế thì bây giờ chúng ta sang hệ tiền đề này, các em ghi cho thầy cho quan hệ U cho quan hệ R trên tập thuộc tính U, cho quan hệ R trên tập thuộc tính U. Cho quan hệ R trên tập thuộc tính O. Và X xác định Y là một phụ thuộc hàm X phẩy Y là con của U. Ta nói rằng X xác định Y được suy diễn logic từ F nếu mối quan hệ gì thầy lại xóa đi nhé các bạn nha, vì viết nhiều là nó bị treo. Mối quan hệ nếu mối quan hệ R trên RU nhé, RU thỏa các phụ thuộc hàm thỏa mãn các phụ thuộc hàm. Đấy. Thỏa mãn các phụ thuộc hàm X xác định Y thì F lúc đó người ta gọi là F cộng là bao đóng của F. Chẳng hạn chúng ta có F bằng A xác định B phẩy B xác định C thì A xác định C. Đấy. Thì cái này người ta gọi là F cộng nhá. Từ đó F cộng lúc này là bao đóng của F nếu tất cả các F mà thỏa mãn phụ thuộc hàm thì lúc đó chúng ta sẽ có F bằng F cộng và người ta gọi là F cộng là bao đóng của em. Đấy. Chúng ta chú ý cái này vào cho thầy nhá. Thế bây giờ chúng ta sang ôn lại cái bổ đề, hôm trước mà thầy dạy cho các em đấy. Các em chép vào, các em tua lại, các em xem và các em có thể vì video cho nên là các em có thể tua lại các em xem. Bây giờ chúng ta sang hệ tiên đề Armstrong thì nhắc lại. Hệ tiên đề Armstrong Các em chú ý nhá. Armstrong đấy, nhưng thầy viết nó không được đẹp lắm. Armstrong, thầy viết này em cho A nhỏ là tính phản xạ, đó là tính phản xạ. Bộ nhớ lớn rồi thì hãy tên em cho A nhỏ phản xạ. Phản xạ là gì? Nếu Y là con của X thì chúng ta không viết này nha, cái này là phần tử, nhưng mà Y ở đây là nó là một tập lớn, X tập lớn, thì chúng ta ghi dưới dạng này thì X sẽ xác định Y. Điều này là đúng, bởi vì hai bộ bằng nhau trên tập lớn thì tất nhiên phải bằng nhau trên tập con. Các bạn hiểu chưa? Thì tính chất này là các bạn phải nhớ cho thầy. Tính chất thứ hai, luật tăng trưởng. Luật tăng trưởng là gì? Là nếu Z là một tập Z con, Z con thuộc U, Z con thuộc U này, và ôi chết thầy do nó không nhìn thấy chữ, và X xác định Y, X xác định Y thì XZ sẽ xác định YZ. Đấy, hai thằng đều mở rộng ra thêm một tập con của U, có nghĩa là ba cái như này nhá, X cũng thuộc U, Y thuộc U, Z thuộc U, trong đó X xác định Y thì XZ sẽ xác định YZ. Cái này là hiển nhiên rồi đấy, tức là chúng ta chỉ thêm vào thuộc tính vào cùng thì nó xác định thôi, càng tốt đúng không, không có gì thay đổi cả. 3 đây là A1 nhá, A2, A3. A3 là luật tăng trưởng, luật tăng trưởng rồi là luật bắc cầu. Luật bắc cầu là gì? Là hai chấm cho thầy, nếu X xác định Y và Y xác định Z thì X xác định Z. Đấy là chúng ta đã xem và chúng ta thấy được cái tính chất như vậy. Và bây giờ thầy nhắc lại, không chứng minh những cái phần tiếp theo. Chúng ta sẽ ghi cho thầy là cái bổ đề tiếp theo là người ta đã nói là bổ đề Armstrong là đúng và người ta chứng minh như vậy, có nghĩa là F là một tập các phụ thuộc hàm đúng trên quan hệ R nếu X xác định Y là một phụ thuộc hàm được suy dẫn từ F nhờ hệ liên đề Armstrong thì X xác định Y là đúng trên quan hệ R, đúng trên quan hệ R. Và thầy nhắc lại một cái bổ đề tiếp theo để cho chúng ta chú ý. Thầy không chứng minh vì bài trước chúng ta học trên bảng rồi, trên hôm trước Tết đấy là thầy giáo đã dạy chúng ta chứng minh các bổ đề rồi, thì bây giờ thầy chỉ nhắc lại thôi để cho chúng ta ôn tập lại. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo là bổ đề. Bổ đề 2, bổ đề 1 rồi đúng không? Thì chúng ta ghi cho thầy A nhỏ là gồm có luật hợp, luật hợp. Thầy xin lỗi thầy đóng hết cả này lại nhé, sao nó đi không? Không. Thế nào? có lẽ phóng to thêm tí nữa thì viết nó. Chúng ta sang bộ đề. Bộ đề chúng ta ghi bộ đề đây là một cái bộ đề. Bộ đề 1 là Armstrong là đúng rồi, còn bộ đề 2 thì chúng ta ghi cho thầy là luật hợp. Luật hợp thì nếu x xác định y và x xác định z thì chúng ta suy ra là x sẽ xác định y và z. Đấy. Đó, chú ý này nhá. X xác định y, x xác định z thì x sẽ xác định cả y và z. Chúng ta chú ý cho thầy. Bây giờ chúng ta sang B. Đây là A. B là luật tựa bắc cầu. Luật tựa bắc cầu là gì? Là nếu x xác định y, w y xác định z thì w x cũng xác định z. Đấy. X xác định y là do giả thiết này, rồi một tập con với y xác định z này, thì lúc đó z và x sẽ xác định z, tức là w và x sẽ xác định z. Đây là luật tựa bắc cầu. C nhỏ chúng ta sang luật tách. Đấy, thầy nhắc lại vào trước chứng minh thì chúng ta làm bài tập rồi, thầy đã cho rồi. Thì thi chúng ta chủ yếu vào những cái này. Nó tách chúng ta nếu x xác định y và z xác định y, z là tập con của y thì x sẽ xác định z. Tức là nó xác định tập lớn thì nó sẽ xác định tập con chứa trong cái tập lớn đấy, là cái luật C đấy. Các bạn hiểu chưa? Đấy, nó xác định tập lớn trong đó thì nó sẽ xác định tập con trong đó. Thì đây là luật tách, các bạn chú ý nhé. Rồi, chứng minh hôm trước chúng ta chứng minh trong sách giáo khoa rồi, trong sách trên bảng thầy đã chứng minh cho chúng ta. Thì bây giờ sang hôm nay thì chúng ta tiếp tục sang một bài mới. Chúng ta ghi sang phần thứ hai là bài mới. Để hết bài mới này thì thầy tạm là dừng video để thầy dạy tiếp theo. Không có là nó sẽ treo vì thời gian của chúng ta mỗi lần ghi như thế thì nó chỉ ghi được độ khoảng